chiều tối rồi Di nó dứt mấy ốc nướng mỡ hành chơi mấy anh em ơi. Mập vậy giờ hả? mùa dịch giờ không có mồi màng, giờ phải bắt ốc làm mồi nhậu nè. Đó, luộc sơ lấy luộc sơ ra cái hồi cái mình để lên cái mình để nướng cái đậu mỡ hành rồi nha. Tinh kính nó đến bàn đó, bếp lửa cũng đang ung đó nha, đó. Ung lửa nha. Đây mấy anh em ơi, mình có làm nước mỡ hành hồi mình chế nóc nha, có tiêu tiêu xanh nè, với ngọt muối, ngọt mắm chứ, với mỡ cả nhà ơi, với hành, với tiêu xanh nữa, tiêu xanh nè. Chứ sao này nè, dầu ăn với ngọt, với hành, tiêu xanh, với hương mắm nữa nha. Hồi cứ mình quậy cơ nó tan hết ngọt, cái hồi mình nướng mình chế lên. Thì mình sắp ra rồi mấy anh em ơi, nãy này cũng luộc sơ rồi, tóc mày rồi, giờ mình đổ nước mỡ hành lên nha. Dạ, tiêu xanh này ngon dữ nghe quá. Có chứ. Cái tiêu đâu ạ? Cái tiêu đó. Bê lậu. Tiêu xanh nó hay đấy. Ngày hôm nay con nhập dập qua này, hồi cây bà luôn này. Áo bù. Áo bù nhau cầm tay, chân nhậu, nó bù. Bu ra nó bị chả không biết bu. Ông này biết xíu à. Em thì đẻ, anh thì xanh, để anh ép ra, ép nào mà đẻ. Nhau thế nào mà ngon, gà làm trùng này, lưới này ngon hơn. Ảm mua ảm mua lưới kia là 65 ngàn ký, trời ơi trời. Còn bự nữa. Lưới đen 65 ngàn ký, để mẹ mua ký. Nó bỏ
đi đâu nhiều đoàn cái cho ba lần qua ngoài hả? Bốn mười mét à? Ngoài mười mét à? 15-14 mét à? Mẹ bay. Giờ bắt đầu mình ginh bếp nha. Mẹ nè bay. Nước. Ba. Ủa ngon quá mẹ nè bay. Trời ơi, ống nước mà hành ngon quá. Quá mẹ ơi, mẹ nè bay. Ống nước mà hành ngon quá. Ui đã quá đã quá. Ui đã quá luôn. Rớt luôn rồi. Rớt ta. Nổ rớt con rồi, rớt nổ rớt luôn rồi, nổ quá, rồi nổ, nổ rớt rồi, né đi con, nổ bay. Thơm quá, thơm quá. Nó thơm quá. Ngon quá. Thơm ghê mấy anh em ơi. Quá đã luôn. Ôi, ngon quá mấy em ơi. Nổ quá đây luôn, nổ dặn tơn luôn, ô con này nổ luôn rồi. Để có để tiêu à? Có sao có, rồi để tiêu xanh mà. Làm dập dập mà. Giận quá. Quá đã mấy em ơi. Ngon quá mấy em ơi. À, ốc nướng rồi, tồi rồi hết nước mặn luôn rồi, ốc nướng tồi rồi, ốc nướng mỡ hành ngon quá, ui nổi xong luôn rồi, không được chín rồi này, gấp đi, gấp vào dĩa mấy anh em ơi, ừ, ăn chưa? Chưa ăn rồi, tại ăn ốc em hút nước không mà ngon, nó ngọt cái đó. Quá ngon quá mấy em ơi. Đọc không lên. Vậy vậy thì ngon rồi đó. Chiều mới chạy lên nữa vậy? Ừ, chiều lên xin xả về ấy với ai lọ ba. Ừ. Đậu mới xin xả về ăn cơm cái ốc. Này giá kinh ba ốc pháp rồi nướng luôn gì. Bình thường vậy đâu khó. Số còn mấy cái gì? Nóc lên. Ừ, má, không lụt. Không mới lụt á. Thôi. Thôi bỏ dạy thôi. Thôi thùng quá. Thùng quá cả nhà ơi. Chết mẹ rồi. Wow. Rồi, rồi nó nhỏ. Cái nó đi im đi. Để im gì đi. Bưng xuống mẹ đi mày ơi. Bưng xuống luôn nè, chín rồi.
đây gì đó đó, nãy tôi bưng là nãy đương tay á, không có nấu, nấu quá anh ơi, nấu người bưng nãy vô. Gì? Hả? Cái gì đó bưng đổ qua đây có chuyện luôn nha. Ủa, không ngồi nhậu là em có chuyện thiệt. Quá khùng quá. Cái này là cái gì đó đó. Hút nắp. Thôi ngon quá mấy em ơi. Để nắp lại nó gì. Quên quên quất, gấp gấp cái con rớt đó anh. Bỏ đi hồi chín. Chín là chín rồi. Thôi ngon quá mấy em ơi. Ủa, loài hành ra lũ quá. Quá nóng quá. Bự mày đá. Lúc đó giờ mình đâu còn bự đâu anh. Dễ giờ còn. Ốc lát là giờ hiếm lắm. Cái đó là thứ nhất rồi đó. Ừ. Dạ, được rồi, kinh mấy con, kinh nhiều, đi nóng nổi. Thôi, nãy nóng khô dở lắm, kinh hết rồi. Ừ, quay ăn làm gì? Ý nó ngồi sao? Đúng rồi. Hỏi tay gom mẹ làm một nồi. Luôn hỏi cha. Thằng ốc bự lắm cái thằng con. Cắp vô cái đồ đấy thấy ốc. Chân chân bài rồi chứ đẹp chứ. Hấp dẫn không? Lấy chị nhấp đi chịu. Vâng, ông phát đây. Nóng bố bạn. Quá ngon cả nhà. Nó nhỏ này nó bỏ rượu à. Má ghiền mẹ cái này rồi. Má ngày không nhậu ta chiên cung mẹ. Thiệt bố. Thiệt tới nữa gì? Thiệt bố. À, ngày nào không nhậu tới đó cung. Ngon quá mẹ mày. Nó về quá. Về. Dạ. Đủ má về đi rồi anh em ơi. Má chia tay luôn á. Đẹp quá mấy anh em ơi. Luôn. Ôi, đã quá, quá đã luôn. Ốc nướng mơ hành đã quá. Ngon quá. Thiếu nữa, thiếu nữa. Ồ. Ngon quá nhà. Đúng thiệt, ông bu đúng thiệt. Mẹ ông bu mà kia ốc lát ngon thiệt. Ốc lát này thiệt ngon hơn ốc bu nhiều luôn á. Thịt nhiều hơn cái gì? Thịt mọc mà nó nhiều. Mẹ ăn cái này. Quên lộn cái vỏ. Như sao đưa vỏ ăn luôn cái ghê. Trời. Ngon quá mấy anh em ơi. Nó ngon thiệt rồi. Vô đi rồi ăn con đi. Vô cái này ở mẹ nhà nè. Vô anh em ơi. Anh thử lên nè. Ăn đi. Bậy. Anh thử tước cũng được. Thôi mày thử đi. Anh cả nhà mà. Biết rồi mà mày ăn mày thử đi. Ngon thiệt rồi. Ngay luôn. Ừ. Vô đi. Mày cả nhà nha. Ừ. Ngon không? Ngon quá là nhà ơi. Nặng không? Vừa ăn anh. Ủa, ngon quá mấy anh em ơi. Dạ mình ăn con từng nhỏ lớn nha anh em. Đủ nè, ăn tước lớn nè, có chuyện nha anh em. Ăn từng nhỏ lớn. Người nào mà chơi ăn lớn là mới lòng quá nha anh em ơi. Ốc quý hiếm á, em chơi thời. Bạn tôi đủ nghĩ ăn luôn ốc luôn vậy nó nhìn ghê. Quá wow, hấp dẫn mùa dịch trên này ngốc nhà ơi. Đúng rồi, ốc này tí nhỏ con thì. Gỗ ba là tại. Cái gỗ rồi đây. Nhỏ mà nó mập ha. Ừ. Để bao đi còn đi làm mà ăn chuyện này nữa đó. Rồi để cho nó đi. Để nó đừng gõ. Rồi để cho cái gì nhai luôn gõ. Hai clip mình kết thúc anh em ơi. Cảm ơn mấy anh em trong hồi trưa hôm qua đã ủng hộ kênh Phương Mới Điện Quá Lóc nha. Hôm nay tốn dịch thì 16 nhà bắt ốc nướng ở nhà. Giết bự không có ốc cuộn gọn nè, ốc lát nha. Ốc lát đúng mưa hành. Phải ngon.